mơ khờ. Không biết ai khờ à. Đừng khóc nghe. Không nói tôi khờ tí. Dạ. Mơ khờ. Chúc chúc ổng chở trên đường đó cho ổng biết nó khờ không đi. Ừ. Ờ, thấy không? Quốc liền chứ gì. Cậu mở muốn uống một phát. Không giống ai ha, đi bán tương tờ rồi đó mấy anh, còn tối về nhà còn nấu cơm uống nước chùa nhà cho nó mà con cái nó mới nhảy, cho nó 200,000 còn mấy anh đâu có nhảy cho tiền ha, bắt đầu không giống ai, có đẹp ha, đi lên xe đóng mất dịch. Ai cũng nội khổ hết trơn, đâu có ai vui đâu, em à. Hai chị bột. Ừ, ôi vui cùng. Chị Thăng mua. Nói với Châu Đông à. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Bóp bóp gì tại? Bóp cái vú gì bóp hoài á. À? Ừ. Đồ này giống đồ của nhà gia tộc Hoàng gia rồi đó. Nhà đại gia rồi đó. Bạn bỏm đứt vú đẹp lắm. Cái gì cũng có cái teo nữa. Này bấm cây trồng hả anh? Bấm cây quá đẹp anh ơi. Cây mai. Hai cây. Xe tải. Vậy đưa ra kiểm tốt chứ ổng nè. Dạ. Tiếp giờ. Ngày đâu có chồng con bồ mà biết ghê không, nó ngoan hiền lắm đó, chắc nhiều ông theo lắm ha, em hả? Xấu không anh? Xấu à, đẹp trai nhau mà không biết trẻ em ơi, chắc đẹp gái với lắm à, em hả? Ừ, đào hoa đó, em chơi có ngàn thằng trời ơi, chơi theo nhiều lắm nha. Về bỏ thành đầu chứ tự giận luôn. Em theo vui vậy? Mơ khờ. Mơ khờ. Không biết ai khờ à. Đừng khóc nghe. Không nói tôi khờ tí. Dạ. Mơ khờ. Chúc chúc ổng chở trên đường đó cho ổng biết nó khờ không đi. Ừ. Ủa thấy không? Quốc liền chứ gì. Cậu mở muốn uống một phát. Phát luôn hả? Quá trời bự luôn, bớt cầm no hả? Em no sao chưa nhảy vô bụng quá trời? Hả? Chưa nhảy độc mà sao bụng quá? Trời ơi. Nói chuyện cỡ anh. Ừ. Bụng đó chắc ông nhảy tôi có chữa luôn á. Hai. Ông trai có chữa bầu luôn, bụng đầu rồi. Bể nơ rồi. Mà kêu nước uống chưa? Dạ. Mời có rồi, có rồi. Có rồi, có chuyện gì đấy? Có rồi. Vợ đẹp không? Dạ. Vợ đẹp không? Cũng được. Dạ. Đâu cái luôn. Không có luôn, giống luôn hết. Đợt quá hầm. Đợt hả? Đợt. Đậu giới luôn, bỏ giới luôn, quá. Khét bây giờ rồi. Trời ơi, tao đậu giới nè. Thấy không? Bỏ gì, gây đẹp đi. Em đâu có chơi với ai ở nhà chơi cái mình ơi nè. Dạ, chơi mình ơi. Bữa nào qua chơi với em anh Phúc ơi. Ừ. Phúc ơi, em đi không? Bà
bán cho con ở mong đức chú rồi lại cùng tôi chiếc chết không ừ thôi chiều cho cạo đầu chiều cho cạo đầu không có để tóc gì hả chiều cạo nữa không khỏi đi để về lại cho đẹp ừ dài đi nó quái rồi đó. Con nhỏ nào đẹp mà. Hả? Hả? Con nhỏ nào dễ thương quá. Nói nghe nó đẹp dữ rồi. Nói chuyện không? Chuyện gió. Dạ. Chào bạn ơi. Mặt tiền đẹp. Dạ. Anh Hồng. Anh Hồng khỏe không? Dạ em năm nay 40. Dạ. Chưa có nhiều. Em chưa chồng mà có con rồi chịu không? Sung quá vậy đọc chưa? Dạ. Rủ ra chơi đi. Đến luôn hả? Rủ anh ra đây nè, anh kế đây nè. Đến với nhau không? Đến với nhau không? Đến nhà thêm này không? Chào anh. Trời ơi, cho quần què gì đây, địa điểm vòng vòng để cho gì. Trời ơi, bệnh đâu? Có không? Nè, ông này ông thèm chảy nước miếng quá trời. Trời lắm. Anh hỏi thì thấy bệnh đâu? Dạ, đẹp trai quá. Dạ, cái gì anh? Cái gì? Vậy hả? Nước ngoài không rồi đó, quỷ đó. Ê, ơi, nhìn giống mấy tôi nước ngoài quá hả? Phải không? Phải không? Bộ về kiếm em hả? Về kiếm em phải không? Về kiếm em phải không? Về kiếm mơ phải không? Trời ơi, bữa nay nói tiếng Việt Nam được luôn hả? Nói tiếng Hàn Quốc được không? Bỏ mày ơi! Bé Thun biết không? Nói tiếng Hàn Quốc kìa. Kim Chăng Mơ đó đó. Vợ của mà... Có gì? Vợ của Chăng Mên Thun á. Biết không? Nhà ngươi là em chồng ra nè. Ở bữa nay nói chuyện hiểu không? Em chồng không có được đụng chị dâu nghe ông nội. Trời ơi. Nói đi đó. Làm thầy gai với tôi nè. Em chồng đó đó, đất nước đó, ma nhập về đó. Nha. Chồng hả? Ủa, em chồng có với tôi nữa. Chồng đẹp trai vậy hả? Ừ, không thấy ngộ rồi hả? Cơ quan làm ăn. Bây giờ chơi chị dâu nữa đó. Nào, bước Việt Nam nha. Giờ đi kiếm nữa đó không? Đó, cho mày chơi đi mơ, kiếm cho mày chơi đi. Bé Thôn á. Dạ, làm thác. Điện là chị mơ được hết. Sợ nó chạy mất hay nhiều quá, hoài chạy. Em hả? Ừ. Ngồi ghế ổng nè, đụng nỉ mẹ cái bụng nó căng ướt, có bộ gì nè. Tại luôn cha con của tôi. Có chồng cái khổ quá trời. Mơ cờ này ở Hòa Long. Hàn Quốc hả? Dạ, anh Nhân cứ vô cùng mắt của Đào, bao cho lần nó vô. Kim Chăng Mơ. Kim Chăng Mơ, đúng rồi. Kim Chăng Mơ hả? Dạ. Nó Hàn Quốc anh. Cái này Mỹ hả? Mỹ Pháp. Còn anh này anh gì? Anh Phúc Mỹ. Quách Nam Du. Quách Nam Du hả? Ừ. Làm nó vui ha. Đẹp ác mà lâu lâu gặp lại con nè. Gai trắng mốc ha. Ông bữa giàu lắm. Chúc anh Phúc bằng ăn mà 200-300 tỷ luôn. Nó gửi gạo tiền cho mơ nuôi mơ luôn. Nha. Vợ chồng bắt đầu sĩ chung. Ông giàu đó. Giàu là lên thăm cho mơ hoài đó. Ok. Giàu. Chị Tăng chưa thấy không? Chị Tăng chưa thấy. Nhiều chú. Hả? 50 ngàn. Đốt cho Dũng ơi. Đây. Để vậy. Đây chú. Uống. Hả? Đi con. Tiền nước trả rồi. Đây rồi, cảm ơn. Nghe rồi. Em quay trên vlog hả? Đó là thầy. Hôm nay chúc tất cả các khán giả nha. Chiều nay người 30 triệu anh nha. Bởi phim nha, 1 tháng 3 tỷ. Có gì với ông thầy? Mơ của em đâu? Dạ. Có gì nữa trời? Đi. Mơ là Thảo Kiếm. Anh. Mơ ai cũng là người yêu của mơ. Anh. Đậu gì nữa kìa? Cái gì? Đậu cái gì à? Trước đi em quay. Cái chị đó đậu gì? Đang quay. Uống thuốc. Để em. Đậu cái gì vậy ta? Chiều nay gửi tiền vô nhà em. Có người kiếm được thì mơ. Dạ. Kiếm được không? Thầy giữ. Nè thầy mở camera lên thầy. Có thầy mở lên đi cái mới được.
Trời cái bụng bơ bơ. Chị em bà thấy nè. Đang đang quay bà nè. Bà nói chuyện này chút mới được. Trời ơi. Thấy bà khác. Thầy mở mở cho bà ra đây. Khép chân lại. Khép lại rồi. Chị đang quay bà. Để nó chạy lên. Thầy mở camera thầy thấy em không nổi rồi. Bà con khán giả thì nhìn em mở rồi nè. Cầu lên hồng nghe. Ông đó ông nhìn mơ rồi. Đi chia sẻ gì chuyện gì vậy? Mạnh mạnh lên cho mấy mơ đi gặp nhiều bà con. Dạ. Các khán giả ơi ủng hộ một like đi. Chỉ thay Pháp rồi Nhật rồi nghe Đài Loan Hồng Kông rồi mừng ngán trả tỷ bạc chơi vô để mơ cụng cười dở quá nữa ta có chồng có vợ nó có chồng cô đơn lạnh dạ, cho một like cười dở nghe chúc Tết đóng hết nha thành phố Hà Nội bằng ai quốc tài bất lộc nó giàu có vàng vô ào ào nghe bạc đầu thiết chung nghe chúc ở Hà Nội không vậy sáu mươi bốn tỉnh thành sáu mươi bốn tỉnh thành luôn tỉnh Mỹ luôn Nhật Bản Philippines mà là Hồng Kông luôn Đài Loan luôn. Mấy chút Hồng Kông mình không cho lớn không? Chút luôn. Cho lấy cây gì tới ngủ của ta. Ngủ à. Cái chuối á, cây chuối á. Không, cái cây này ngủ à. Kêu qua nữa. Ai cũng kêu vui vẻ. Chị này đẹp quá, khen mơ đẹp kìa. Trời ơi, chị khen anh khen. Chị này ở đâu? Bên Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Ừ. Nói tiếng Hàn Quốc coi. Anh vô vô, còn mắt của tàu, ba tới lăng hay vô. Khen đẹp. Đẹp từ lâu cũng mới đẹp ra. Cũng đợi tiếng nó được xấu. Lâu hả? À? Lâu rồi, dữ lắm luôn. Đẹp từ bụng mẹ đẻ ra mà. Từ hai xe luôn hả? Anh Tâm bây giờ là ngày mai em gả bên Mỹ đó. Em không chịu. Không chịu luôn hả? Gả bên Mỹ. Gả Mỹ luôn. Bên Tây để về đây. Bên nước ngoài á, Pháp á. Không luôn hả? Dạ, bên Mỹ á. Qua lấy về bên ở luôn. Bước gì máy bay bên luôn, em không chịu. Chị có chồng Hàn Quốc không? Em hả? Ô. Ở nhà kiếm Việt Nam ăn ở mẹ. Tao ngày mai em về Tây em không chịu đâu anh. Ừ. Việt Nam cho chắc ha. Ừ, Việt Nam chắc lậu. Ông nói mà không tin không? Anh Tâm quay đó. Anh nói có thằng bên Mỹ rồi mà. Ai ghen? Hả? À. Nào? Hôm nay á. Mày có đâu? Ông nhìn tao rồi. Ta bình thường mà. Có ăn mắt. Hết vô rồi. Ai ghen như mơ đâu mà. Hả? Đẹp nhất xung mình, ai ghen? Trời chơi con bà ha. Để mày tốt rồi. Mập quá anh ơi. Ờ đây là mập không? Mập bụng. Chắc đẻ luôn á. Mập điệu chân hả? Ừ chắc có đẻ luôn Phúc Phúc. Lại Phúc đây gã luôn rồi á. Đẻ luôn anh. Đẻ luôn á. Bụng quá trời rồi. Đi có một bữa mà đẻ rồi. Ừ. Bụng quá trời luôn. Bự quá rồi. Nói với chị khép cái chân lại. Là cố tình đó. À, cố tình đó là phải khổ á. Khổ thật xuyên cố tình thôi vui á. Cái hàng kia đau không là... À, ném đá em không đau hả? Mơ giờ 8 tuổi luôn rồi. Bữa năm rồi. Cái giờ bữa này, cái giờ bữa này là giờ tết chân là khỏi rồi, khỏi rồi, còn càng luôn á. Em à. Ờ, giờ bữa quá trời. Rồi làm thử không? Hả? À. Làm luôn. Vậy. Quá đi chết à. Ghế này có chỗ nào không mà gì mà? Dạ. Ghế này có chỗ nào không? Có. Ghế luôn. Anh Hùng nè. Ủa Tân Hùng đâu ta? Anh Hùng nhà trọ đâu anh? À biết. Em có biết ở giờ này em biết đâu anh đâu. Giá bộ hoài. Đau chết rồi. Nghĩ người ngủ rồi. Nghĩ người mơ ngủ cây mẹ. Chỗ Tân Hùng đâu? Đâu biết đâu. Rồi à. Em mà nói giờ đâu biết mấy chỗ đó. À chỗ khách sang mai đâu? Nó không có biết. Khùng mà nó khôn vậy. Không biết. Ở dưới hả? Không biết què không trời ta chỗ tên Hùng đâu nói mơ che trái
Trời ơi, nói nhà trọ tên Hùng đâu ông ơi? Trời ơi, nghe hai cái trái bưởi kìa. Nói nhà trọ tên Hùng đâu? Ai biết. Ông trợ ông làm cái sáng trực mơ biết. Cái ông nó kể giọng nè. Dạ, ừ. Nhà trọ Mai đâu? Ai biết. Tên nào nhà trọ đâu đó? Tối ngày hủ không lo nhà trọ không à. Nếu ngủ bụi vậy? Mơ bữa nay mập quá rồi. Mập hả? Bức vỏ nó kìa. Chào bức vỏ. Hồi đéo ông nè. Chào quê quê miễn. Ừ, đéo ông. Quỷ không? Cũng có quỷ nữa. Cá thảo mà. Hôm nay bưởi dữ dằn luôn rồi. Mập quá trời bưởi luôn rồi. Bưởi này bưởi nước ngoài rồi. Ngoài Nam là không có cỡ này. Để anh bắt. Ở đây có nhà trọ không? Bây giờ chợ hoài làm gì? Trong hủ chứ làm gì mát. Tao quay phim đó Phúc. Đặt coi đâu quân không? Thôi nhà chợ ạ. Chống mát thiệt mà. Ngon ơn. Ông Ngọc kìa. Đó gì hả? Dạ chào ông Ngọc chứ ông Ngọc ơi. Dạ chúc lai rồi giỡn nha. Rồi giỡn thoải mái nha. Chơi thoải mái nha. Cũng bụng thì cũng bự mà bưởi cái bự thôi. Trên dưới bự á. Trên dưới bự á. Cái kia bự không? Ừ luôn. Đang cái kia bự không? Ở lạ. Đang được hiểu ha. Trời. Ông ta ta cổ đồ cho ông ơi. Trời ơi trời. Dây ha. Mình dây phòng thì ha. Mơ bây giờ là cũng như thành ông địa rồi. Ừ. Heo nay. Cái mèo nào? Tiếng kìa, tiếng kìa. Chạy cho đồ mà có nó bỏ cái đồ bàn gạo rồi nè, cái có cái xe chạy mà nó xanh đỏ là chạy gần heo nọc trước là em đâu hồi nãy đó. Giờ chơi kiểu đó đó. Bự điều. Bức vỏ nói mơ và bự điều, bữa nào bự nó giò cũng bự, người ta cũng bự mà. Cái kia cũng bự, bưởi cũng bự luôn. Ai Phúc. Ông Quân luôn. Chơi cõi mẹ ra luôn chứ sao giờ giống què vậy. Biết chơi nha. Ờ biết là chơi nè. Ông làm luôn á. Tao nói ở trong nhà tao bình lẫn chứ tao không ăn đây. Ai nói gì tao biết hết trơn. Đó hồn tiếng chảy nước miếng rồi kìa. Tiếng chảy nước miếng rồi kìa. Ghê không à. Mơ uống gì kìa. Thôi được rồi. Cậu chai nước nè. Được rồi uống đi. Hát bài cho bà con mơ. Ôi câm mấy mẹ hát gì nói chuyện đâu. Câm rồi nè. Câm. Tha thứ mơ đi. Anh hát đi, anh Sung hát đi. Có Sung nào hát? Hát đi, hỏi em nhảy cho. Hát con que câm. Đúng mơ nhảy chắc mắc cười lắm ta. Tao đứng nhúng nhảy nhảy thử rồi. Đâu đâu, lớn rồi. Lớn rồi vậy, có đồ vô nhà chỗ hoài á. Chỗ thì không ai nhảy được, ngoài đường nhóc tôi đâu nhảy. Quỷ không à, không phải giống cái tiền. Nó đi lên xe, nó ngủ với mình không? Ông tướng nó đã hả Phúc? Okay, bây giờ nói chuyện mơ nè. Bây giờ trong hai chàng trai nè. Mơ thấy chàng trai là đẹp nhất. Phải Phúc rồi. Không phải. Thương rồi, nghĩ gì em Phúc ơi. Thương, thương ơi, con mơ nó bậy dữ lắm. Đó là vô địch mà còn gì nữa không thể nói. Giỡn rồi hay này, chứ có gì đâu ai mà. Đúng. Giảng vui thôi nha. Xem em cũng như chị em ruột thôi. Thầy này hợp tác, mơ này mà hợp tác với thầy thì ăn thịt chó ở trong ăn mà ngon lành luôn. Người ta chỉ nhìn bề ngoài thôi. Ta chưa hiểu bên trong mình suy nghĩ gì ha. Ngủ chơi. Ngủ chơi thử rồi. Đây ngủ chơi, ngủ đứa chơi hai thằng. Đứa kia bú rồi đằng kia đó. Cho điên luôn. Mơ hả? Ta hỏi mơ mập hay có bầu? Em hả? Ờ có bầu hả mập? Mập. Dạ. Thấy không? Mơ mở rồi mà. Tâm cho kia uống nhật ba lần. Trời một đứa cái hai thằng. Ông nghe đó. Quá tài. Bữa nay quay tí chữ. Giờ ngủ ba thằng lắm rồi kìa. Vì mà chị nghe cho tới dữ à. Ừ. Nghe con nói chuyện phải à. Con nào là có chơi gì không anh? Hả? Có chơi hả? Trung thành vô mới chơi. Trời ơi, chồng của tôi nè. Đội quân nữa. Không trả. Đây khỏe không? Chào ông nha. Ai cũng chồng nha. Còn nấu chè không? Còn nấu chè không hả? Còn nấu chè, còn ấm luôn. Trời ơi, đẹp trai quá trời luôn nè.
Ở đâu, ở đâu ạ? Ở đâu anh? Tiền Giang. Biên Giang hả? Ở đâu, ở đâu Biên Giang hả trời? Tiền Giang. Ở Tiền Giang. Trời ơi, Tiền Giang hả? Ừ. Em nói Biên Giới, Biên Giang. Anh Tằng em nói chuyện đi anh ơi. Thôi đi về đi, giết đi. Ê nè, có ổng nào ổng hỏi em hoài, mập cái bụng quá đời nè, không biết thằng nào chơi mà bụng trời có chữa rồi. Dạ. Anh Tăng hả? À, vợ chồng bệnh rồi. Chơi quá trời bệnh rồi. Sao bây giờ? Sao biết người chơi rồi? Bốn cũng nặng kìa. Hôm qua đi ô tô 2 tỷ. Ừ, rồi bữa nay đám giỗ 800 người. Rồi anh biết không, rồi cô Nghĩa kêu 400 người á là gõ mỏ thông tin á, cổ tốt lắm. Rồi anh biết á, rồi chở mẹ nó, chở đứa con đó xuống trong thăm quê cô Nghĩa đó. 5 giờ khuya đi Sài Gòn, anh muốn xe mẹ đi về. Đi mệt quá trời mệt luôn. Bữa nay anh chị đang giỡn chơi nè. Anh ở Tiền Giang hả? Bữa nay rẽ lo cho anh Tâm nha. Ừ. Thôi khỏe cười giỡn đủ ra rồi, vợ chồng bắt đầu thủy chung chơi thoải mái nha, đi du lịch nha. Bữa nào nói rồi xin lỗi anh nha. Rồi. Rồi ok, cười giỡn nha. Rồi, nước lạ nè. Không có anh Tăng đâu rồi. Có anh Tăng hai chồng mệt rồi. Có mệt rồi vậy. Ta đi quay phim mà mệt, chứ là có chơi mệt không có người trong đó. Ừ. Chơi mệt. Tôi nói nãy đụng mệt. Cái ông nói vậy. Ta đi quay phim mệt. À, tôi nói hai chồng lỡ đụng mệt rồi. Ông nói mệt chữ đó bà nội chứ. Nó nói bậy cha mình. Ừ. Vua là mơ là vua nó bậy. Vua nó bậy. Tôi tối chơi rồi. Ra rồi thôi, ra nữa thôi. Tham lam chờ đánh chết à. Để tiếc cơ cái này. Mấy phát? Có quá còn có là 3 tiếng. Má đi ảnh luôn, tính chồng cô nằm cho đẩy mẹ. Tờ tiếng bò hát. Tờ tiếng nghe bò hát 3 tiếng. Chơi nó nhịp không à, nhịp trong lan. Nhịp cái đám mặt. Đây cái nhịp cọc cọc. Từ ý quân. Một tiếng bò hát còn 3 tiếng. Một phát 3 tiếng. Nó nhịp vậy nè, nó còn như nó chốc 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 chứ không à. Chứ không có ai cho dò. Cái bầu nó cần á chá 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 nè. Còn là nó có chút lắm rồi nè. Rồi chú quẩy lên. Để xem tao qua con đã luôn. Tôi nhắm mắt tôi xè lên. Mơ. Rồi chú quẩy lên. Em hả? Ừ. Ừ đúng rồi. Chú quẩy lên. Ừ. Chú quẩy lên. Ừ. Đưa con. Chú bắt hộp cái dưới dữ hơn trên. Để xuống đi. Hỏi bà kêu gì ông kêu gì? Ai biểu ông ngồi, mọi người ngang mặt đó. Rồi xin đi. Bà kêu con ngồi chú quẩy. Ờ để gì vậy? Ừ lấy tay lại. Mẹ ra đi. Để lại. Để gì đó được rồi. Nói gì? Dạ lần nữa hả? Nó bay với mẹ đúng rồi. Để nuôi con chứ đâu được à. Ừ. Chế ngoại lại chứ nuôi con. Cái anh đó có muốn em. Anh nào? Anh Quân. Anh Quân Sài Gòn. Lúc này là 3 năm trời. Thương mơ hả? Yêu luôn chứ thương gì. Nhưng mà lại gần em biết sao? Qua bữa đưa ra kìa. Bữa đưa đồng đưa. Tại gần em á. Bữa nằm chưa có bùa anh hỏi. Không là của tôi. Mập quá, cái nào quá trời nào. Đẹp trai. Cũng như đất mà trồng dừa đó. Anh của phụ nữ đó. Cá mà nấu chè. Cá mà nấu chè. Cá mà nấu chè. Cùng một chơi không ăn ở. Giờ đang ở Tiền Giang. Dạ. Yeah. Ờ, anh quân. Ra biên giới bắt cá. Rồi đi rồi. Tôi hôm qua ở Bến Tre. Ở Bến Tre hả? Bến Tre mới về. Để cho cô Nghĩa. Anh cứ đi vô cô Nghĩa không? Bà chơi cũng được lắm mà cô Nghĩa. Bà chơi sao? Bà chơi đi dữ luôn. Bà chơi rồi bà khóc mày. Bà khóc hơn tao nữa. Bà khóc hụ hụ lần nào chơi bà khóc. Bà khóc hổ mà tao thấy bà khóc không à. Bà khóc bà chơi nữa. Bà khóc rồi nó mô hoặc ra mô hoặc khóc. Bà khóc không anh thấy. Không mơ ngồi tôi kiếm bà qua tôi cười rồi. Bà nhớ tư. Ông kia nó quỷ nữa rồi. Thằng kia dẫn mẹ con vô niệm Phật. Gặp tôi khùng với má tôi với mày. Đi với chùa mà gặp bà mơ tao lại đi. Nghe anh Phúc. Quỷ mơ. Dạ. Khán giả cười giỡn lên nha, sống hết nha, đừng buồn nha. Ừ, đám cưới rồi lên. Ủng hộ vợ chồng bạc đầu thấy chung nha. Có nhiều đâu rồi. Cho một con một theo dõi cái gì ơi. Được chia sẻ luôn nha. Chia sẻ thôi chứ anh đừng ghen nha. Không được theo dõi á, theo dõi á, cấm theo dõi á. Thì đó, theo dõi thôi. Chứ đừng có ghen. Ghen bỏ dép chạy à.
Chính quý đó. Ông quái tôi rồi. Điện thoại đi quý. Ê đi. Nè gì? Ba má tôi chùm đi. Ừ. Gồng chơi không?